Thưa quý vị, cuộc chiến thiện ác dường như không chỉ xảy ra ở tại một quốc gia cụ thể, tuy nhiên dường như nó xảy ra trên khắp thế giới, trên mọi quốc gia. Chúng ta thấy rằng Đảng Dân Chủ hiện đang quảng cáo với thế giới rằng nếu như bạn đến Hoa Kỳ bất hợp pháp và bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, bạn sẽ được trao mọi thứ miễn phí. Video cho thấy bà Nancy Pelosi. Bà ấy nói rằng nếu bạn có thể vượt biên, bạn sẽ được cấp quyền công dân ngay lập tức và tiền thuế của người nộp thuế Hoa Kỳ. Đây là định nghĩa về xâm lược và phản quốc do chính phủ tài trợ. Bà Nancy Pelosi vừa nói với ông Bill Maher, nói rằng bà có kế hoạch cấp quyền công dân cho mọi người nhập cư bất hợp pháp và cung cấp cho họ nhà ở miễn phí được trả bằng tiền thuế của những người dân Mỹ chăm chỉ làm việc. Chúng ta theo dõi đoạn video xem bà Pelosi nói gì. Ông Bill hỏi rằng các nhà lập pháp Cali vừa thông qua một đạo luật. Luật này không được thống đốc Newsom ký mà là hỗ trợ chính phủ cho những người nhập cư không có giấy tờ mua nhà. Đó là một nơi khác so với Đảng Dân Chủ khi nói về vấn đề nhập cư như là một người không có giấy tờ. Tôi nói rằng đó là những gì đất nước sẽ làm, nhưng đó chắc chắn là nơi Cali đang ở, đang làm điều đó. Bà Nancy nói rằng, vâng, đó chỉ là nói rằng nhập cư luôn là vấn đề lưỡng đảng. Tôi nói cho anh biết như vậy. Những ngôi nhà miễn phí phải không? Nancy nói, vâng, đó không phải là nhà ở miễn phí mà là giấc mơ Mỹ dành cho nhiều người hơn nữa. Nhưng hãy hiểu điều này về vấn đề nhập cư. Bài phát biểu hay nhất về vấn đề nhập cư là của Tổng thống Ronald Reagan. Đây là bài phát biểu cuối cùng tôi sẽ thực hiện với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi muốn truyền đạt một thông điệp đến đất nước tôi yêu và nước mà bạn nói về, tượng nữ thần tự do và ngọn hải đăng hy vọng cho cả thế giới và nước Mỹ đã trở nên nổi trội trên thế giới vì cánh cửa của chúng ta luôn mở rộng và chúng ta sẽ không còn thống trị nữa. Khi chúng ta đóng cửa, thì chúng ta hoàn toàn không công bằng một thế giới đại đồng. Hãy tra cứu trên Google, đó là một bài phát biểu tuyệt vời và George Herbert Walker. Bush tiếp tục nói như vậy, tôn trọng sự đa dạng của nước Mỹ và phần còn lại của California. Luôn luôn là dẫn đầu, có thể nhiều người khác sẽ nói theo nhưng điều đó còn tùy thuộc vào các tiểu bang đó. Nhưng chúng ta rất may mắn ở đây với sự đa dạng tuyệt đẹp. Bill hỏi rằng, vậy thì bà sẽ bỏ phiếu cho luật này. Xin lỗi. Vậy thì bà sẽ bỏ phiếu cho luật này. Nancy nói, tôi cũng không biết nữa, tôi không biết chính xác đó là gì. Nhưng biến giấc mơ sở hữu nhà của người Mỹ thành hiện thực cho tất cả mọi người đều là chúng ta phải làm. Cả những người ở đây có lẽ là như vậy. Thế trước sự cố của bà thì người không có giấy tờ. Và điều này cũng dành cho người không có giấy tờ hay sao? Nancy, Bà Nancy nói, vậy thì nếu như điều tôi muốn làm là thúc đẩy họ có giấy tờ, một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho nền kinh tế của chúng ta là thông qua luật nhập cư một cách toàn diện. Nhiều người thốt lên đoạn video của Phó tướng Kamala Harris và nói rằng, trời ơi, tôi không thể chịu nổi người phụ nữ này. Tại sao chúng ta lại ở vào thời điểm này? Bà nói rằng, những người nhập cư không có giấy tờ ít có khả năng phạm tội nhất. Và sau đó bà ta cười khúc khích. Having done the work I've done, it is our undocumented immigrants that are the least likely to commit crime. So let's get our notions together about what we're talking about. Tổng thống Joe Biden trả lời về chuyến thăm của Tổng thống ứng cử Donald Trump tới nghĩa trang quốc gia Arlington cùng với nhiều gia đình đã nhận huân chương sao vàng. Ông nói rằng, tôi không muốn trả lời vì tôi có thể sẽ nói cho anh biết suy nghĩ của tôi. Và nhiều người đã nói rằng máu của những người anh hùng đã ngã xuống nằm trên tay của Biden và Kamala Harris, thật xấu hổ cho hắn. Một bà mẹ của những người lính đã nằm xuống. Tổng thống ứng cử Donald Trump, ông đến ông viếng nhân ngày giỗ của những người lính này. Một người mẹ đã đạt giải Gold Star đã làm sáng tỏ về vấn đề này. Bà nói trực tiếp trên CNN rằng, chúng tôi đã mời cả Tổng thống Trump và chính quyền Biden Harris và chúng tôi đã không nhận được sự phản hồi nào từ Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi rất vui khi được chào đón Trump. Ông ấy đáp lại lời mời và ông ấy đã đến đây với chúng tôi.
khác hẳn với những gì mà báo chí đang tuyên truyền và đăng lại lời của Phó tướng sự dối trá của Kamala Harris đã nói rằng. Bà nói, với tư cách là Phó Tổng thống, tôi có vinh dự được đến thăm Nghĩa trang quốc gia Arlington nhiều lần và đây là nơi Nghĩa trang trang nghiêm, nơi chúng ta cùng nhau vinh danh những anh hùng người Mỹ đã hy sinh cao cả để phục vụ đất nước này. Tuy nhiên nói đến đây thì chính những phụ huynh của những người lính đã hy sinh đã nằm xuống, những người này không hề thấy mặt của bà, cũng như là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đến để đặt vòng hoa, để tưởng nhớ đến những anh hùng đã nằm xuống một cách vô nghĩa như vậy. Bà ra rả nói trên giới truyền thông của Đảng Dân Chủ nói rằng, tuy nhiên như đã đưa tin trong tuần, nhóm của Tổng thống cử Donald Trump đã chọn quay video đó và dẫn đến việc xô xát với nhân viên nghĩa trang. Đây hoàn toàn là những lời bịa đặt về những sự dối trá. Hoàn toàn không có việc xô xát ở đây, bởi những sự linh thiêng ở đây, những con người họ đến đây với thiện chí và nhìn nhận được những sự hy sinh của những chàng thanh niên trẻ đã cống hiến cuộc đời mình với trên danh nghĩa là bảo vệ sự hòa bình cho một quốc gia nào đó, hoặc là nhân danh là nhân quyền để tiến thân hoặc hy sinh chính mạng sống của mình. Và ngay cả những bậc phụ huynh ngày nay, họ vẫn đang phải chấp nhận những điều đó, sự mất mát vô cùng lớn là những đứa con ruột thịt của mình đã hoàn toàn nằm xuống. Họ cũng đã nhìn nhận được thủ phạm thực sự là những kẻ cầm quyền đã tước đi mạng sống của con họ. Họ có thể làm mọi thứ ngoại trừ điều là họ đã chối bỏ trách nhiệm của mình. Đó là một tội ác, nhiều người đã nói như vậy. Trước những lời nói dối này, nhiều người đã vào và phản biện và nói rằng bà hoàn toàn lập lại những lời nói dối nguy hiểm đã bị hàng chục người có mặt ở đó với Trump và đã bác bỏ và chứng minh về điều đó. Trump không gọi bất kỳ ai là kẻ ngốc và là kẻ thua cuộc. Chiến dịch của Kamala đầy rẫy những kẻ nói dối một cách bệnh hoạn và trắng trợn như thế. Con trai của Tổng thống ứng cử Donald Trump, đó là Donald Trump Jr., đã nói rằng phải chăng họ không xem những thông tin ở trên CNN? Điều mà họ nói dối một cách trắng trợn, mà trong khi đó CNN đã chiếu đoạn video và cho thấy về những sự thật đang được phơi bày. Họ nói dối trắng trợn để tạo ra sự phẫn nộ đối với nhiều người khác nhau. Thật là lạ, khi họ không đọc phần này trên báo chí, họ thà nói dối về nó còn hơn. Và họ cố tạo ra những sự phẫn nộ giả tạo trong vai trò là người tuyên truyền cho Kamala Harris. Both President Trump and the Biden-Harris administration, and we didn't hear back from the White House. We were happy to welcome President Trump to lay wreaths with all three of our families and our wounded, some of our wounded from that day. And when he came to Section 60, it was at our request to spend time with our loved ones. There was not a press presence there. We privately took pictures among ourselves. And it was, a more celebratory feeling for that day, because, you know, we want to celebrate our loved ones, and it's very hard to find ways to do that, at a cemetery. But they were very respectful. We didn't see any altercation, and really we just want our loved ones to be honored and remembered in a positive way. Mr. President, what do you think of President Trump's behavior at Arlington Cemetery with the visit to the fallen soldiers? Did you watch your vice president's interview on CNN? Yeah. Anything on the ISIS operation, Mr. President? What are your campaign plans, Mr. President? Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.